Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Lục Tài. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc và sự hành thông. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ giúp quý vị biết được những điều tốt xấu có thể xảy đến với mình trong năm Quý Mão, từ đó sẽ giúp quý vị có những phương án phòng tránh hoặc hạn chế được những điều không may, giúp bạn hạn chế được tối đa những hao tổn không mong muốn trong cuộc sống. Phần luận tử vi cho tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các chuyên gia hàng đầu trong nghiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Qua phần luận giải này, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thấy rõ được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình về các khía cạnh như tiền tài, công danh sự nghiệp cũng như tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý vị sẽ nắm được thiên cơ và có được những bước đi đúng đắn cho mình. Đồng thời, thầy cũng chỉ rõ cho quý vị những cách hóa giải về tử vi tuổi Ất Sửu để quý vị có được cuộc sống giàu sang viên mãn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Nam mạng tuổi Ất Sửu có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 1 năm 1985 đến ngày 8 tháng 2 năm 1986 dương lịch, cầm tinh con trâu. Thiên can Ất kết hợp với địa chi Sửu được giải nghĩa chi tiết là Hải Nội chi Ngưu, tức trâu trong biển. Nam mạng Ất Sửu 1985 mệnh kim, Hải Trung kim, tức vàng trong biển. Theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh kim của nam tuổi Ất Sửu tương khắc với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024. Thiên can Ất và thiên can Giáp bình hòa với nhau, rất tốt. Địa chi Sửu tương xung với chi Thìn. Trong năm 2024 này, thời vận của nam mạng Ất Sửu đặt ra nhiều thử thách để bản mệnh chứng minh bản lĩnh, ý chí và mưu lược của mình. Khả năng tùy cơ ứng biến giúp nam tuổi ra quyết định một cách sáng suốt, thu được thành quả như ý. Vận trình tử vi nam Ất Sửu 1985 trong năm Giáp Thìn gặp cả thuận lợi và trở ngại. Điều này nhắc nhở bản mệnh cần cư xử đúng mực, giữ tâm đức độ, biết thương người và đền đáp công ơn của quý nhân thì sẽ chuyển họa thành phúc, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Sau đây là phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng trên các phương diện, sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Mời quý mệnh chủ cùng theo dõi. Về phương diện công việc, sự nghiệp. Sự nghiệp của nam tuổi Sửu 1985 đã có được những nền tảng vững chắc. Năm 2024 này, nếu phấn đấu hết mình, giữ tinh thần cầu tiến, bản mệnh nhất định sẽ phát triển, mở rộng thêm thành quả đạt được. Công việc đôi khi không tránh khỏi một số khó khăn, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, nam Ất Sửu có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Chỉ cần giữ tâm thế bình tĩnh, khó khăn không nản chí, thành công không kiêu ngạo thì thành quả mới được vững bền. Về phương diện tài chính, trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Ất Sửu có nhiều khởi sắc. Thu nhập hàng tháng ổn định, nam Ất Sửu 1985 đa số đã giải quyết được những khoản đầu tư nhà cửa, xe cộ, việc học hành của con cái, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già. Ở độ tuổi 40, Ất Sửu nam mạng không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Đừng so sánh tài chính của mình với người khác mà nên hài lòng với hiện tại. Chỉ cần quản lý tài chính thông minh thì mệnh chủ sẽ tích lũy được của cải, tài sản cho riêng mình. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong năm Giáp Thìn 2024, nam tuổi Ất Sửu nên dành nhiều thời gian cho gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân, con cái. Tình cảm gia đình là không thể thay thế được. Dù công việc bận rộn, bản mệnh hãy gặp gỡ mọi người trong nhà nhiều hơn và cùng ăn những bữa cơm ấm áp. Bên cạnh đó, nam mạng Ất Sửu hãy yêu thương và trân trọng tình cảm của người bạn đời đồng hành cùng mình. Hạnh phúc hôn nhân là nền tảng vững chắc của cuộc sống thịnh vượng. Vợ chồng có đồng lòng thì mới làm nên đại sự, gia đạo hòa hợp thì mới đón nhận được phúc khí. Về phương diện sức khỏe, bước sang tuổi 40, nam Ất Sửu hiểu được sức khỏe là vô cùng đáng giá, là vốn liếng quý nhất của cuộc đời. Bởi vậy, bảo vệ sức khỏe bằng việc xây dựng kế hoạch rèn luyện lâu bền là việc mà mệnh chủ cần ưu tiên làm trong giai đoạn này. Bên cạnh việc ăn đủ chất, mệnh chủ cần hạn chế những đồ uống có chất kích thích như rượu, bia. Duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế những đồ ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, tham gia các bộ môn thể thao để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Vật phẩm phong thủy cầu tài lộc, may mắn. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất. Được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực,
giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Minh quang pháp bảo giống như một tấm phù cầu bình an, may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Nam mạng tuổi Ất Sửu 1985 trong năm Giáp Thìn 2024 gặp sao nào chiếu mệnh? Năm 2024 nam mạng tuổi Ất Sửu gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về những tai họa bất ngờ. Những người tuổi Sửu có tính nóng vội, hiếu thắng sẽ bị ảnh hưởng bởi sao này. Còn đối với người tính cách lương thiện, đối xử với người khác trọng đạo khiêm cung, làm việc cẩn thận thì không cần phải lo lắng. Vận hạn nam mạng tuổi Ất Sửu 1985 trong năm Giáp Thìn 2024. Nam mạng tuổi Ất Sửu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn thiên tinh. Đây là vận hạn chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các căn bệnh về tiêu hóa đường ruột. Do đó bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, cẩn thận trong công việc để tránh được những rắc rối. Để giảm trừ vận hạn, nam mạng tuổi Sửu 1985 nên tạo cho bản thân thói quen vận động hàng ngày. Chế độ ăn nên hạn chế chất béo, duy trì ở mức cân bằng tất cả nhóm chất. Trong công việc thì không nên làm việc quá sức, nếu thấy căng thẳng, áp lực thì cho bản thân nghỉ ngơi, thư giãn. Vận niên năm Giáp Thìn 2024. Vận niên của nam Ất Sửu trong năm 2024 là khuyển cuồng phong, tức là chó trúng gió dữ. Năm có vận niên này thì gia chủ cần chú ý cẩn thận trong công việc, gặp khó khăn thì kiên cường vượt qua sẽ đạt được thành công. Năm này mệnh chủ nên hạn chế sự nóng nảy, vội vàng đưa ra quyết định. Trước những lời thị phi, nam tuổi nên nhẹ nhàng cho qua, không giữ trong tâm, luôn dĩ hòa vi quý thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Cách hóa giải sao hạn. Trong năm Giáp Thìn 2024, để giảm tác động xấu của sao Thái Bạch và hạn thiên tinh, nam mạng tuổi Ất Sửu nên giữ tâm lý bình tĩnh và vững vàng, làm việc chính trực, thường xuyên hành thiện tích đức. Bên cạnh đó, quý mệnh chủ có thể cúng dâng sao giải hạn để tiêu trừ bớt vận hạn, cầu may mắn. Việc cúng sao giải hạn tại gia hoặc tại chùa, thực hiện một lần vào đầu năm. Mệnh chủ chuẩn bị lễ vật không cần cầu kỳ, đảm bảo trang nghiêm sẽ được ghi nhận công đức. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Độc Tài, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.